Kính thưa toàn thể quý vị, và nối tiếp chương trình đã xin được mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Trọng Quỳnh, bài tập cổ được mang tên Nhớ Bạc Liêu qua phần thể hiện của anh Tấn và anh Nhanh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Alo. Vào mùa cơn gió chương, ngồi bên em nghe bài ca cha con, cũng đều bóng trầm và viết lòng ai. Đêm nay mình cùng ngồi hay phút chung tình, chắc bởi vẫn dương đời nghệ sĩ ai tiếng tơ lòng nên chưa hèn cũng chờ mong. Trở thành nỗi nhớ
hội ngộ dù chưa biết, chưa quen, chưa hẹn vẫn mong chờ. Hai chữ chị em đã có từ bao giờ, bài ca chơi nguồn chi kỳ, tiếng nói chậm nói nhẹ chị em. Về đây anh dù còn đó khó khăn, nhưng đẹp lắm tình người xưa quê hương mênh mông đồng môi, nơi những vùng tôm bị mối dần dần. Một lần đến lòng muốn nổi nhớ,